Mitsubishi Motors Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe Mitsubishi Triton Atlas, gồm hai phiên bản Triton Atlas 4X4AT và Triton Atlas 4X2AT, được nâng cấp mới và thay thế hoàn toàn cho hai phiên bản Triton AT Premium hiện tại. Hai phiên bản Triton Atlas mang ngoại hình mạnh mẽ, thể thao, nề hầm hố hơn nhờ những trang bị phụ kiện đặc biệt được sơn đen. Ngoại hình phong cách của Mitsubishi Triton Atlas được thể hiện rõ nét qua những nâng cấp về trang bị phụ kiện kết hợp với thiết kế Dynamic Shield hiện đại, tạo thành một khối khỏe khoắn mạnh mẽ. Các phụ kiện như lưới tản nhiệt và ốp càn trước, gương chiếu hậu, ốp về, mâm xe hợp kim 18 inch và thanh trang trí thể thao đều được trang phủ sơn đen sắc nét, hoàn thiện phong cách thể thao cho Triton Atlas. Thiết kế tem xe kéo dài về phía đuôi xe cùng dòng chữ Triton Atlas được tạo hình sắc sảo với tông màu tương phản khiến ngoại hình xe trở nên ấn tượng, nổi bật. Hài hòa với diện mạo bên ngoài của xe, khoang nội thất của Mitsubishi Triton Atlas được phối hai tông màu cam đen chủ đạo, tinh tế và cá tính. Những điểm nhấn từ đường chỉ may màu cam ở cần số và ốp cửa góp phần tạo ra không gian sống động. Toàn bộ hai hàng ghế trên xe đều được bọc da cao cấp màu cam đen. Riêng hàng ghế sau có độ ngả 25 độ theo thiết kế J-Line, cùng khoảng để chân lên đến 1.745mm, rộng nhất phân khúc. Trang bị cửa gió điều hòa phía sau trên trần, có thể điều chỉnh luồng gió duy nhất trong phân khúc vẫn có mặt trên hai phiên bản của Triton Atlas. Mitsubishi Triton Atlas sở hữu khối động cơ diesel Mivec 2.4 lít, trang bị van biến thiên điều khiển điện tử, giúp tăng công suất, tiết kiệm nhiên liệu và giảm tối đa tiếng ồn. Hộp số tự động 6 cấp và trang bị lẫy chuyển số trên vô lăng góp phần tăng thêm sự phấn khích về cảm giác lái. Đặc biệt, hệ thống chuyển động hai cầu Super Select 4WD2 với 4 chế độ gài cầu, 1 cầu, 2 cầu, 2 cầu nhanh với khóa V-Sai trung tâm hay 2 cầu chậm, khóa V-Sai trung tâm và khóa V-Sai cầu sau giúp người lái dễ dàng vượt qua được những cung đường địa hình phức tạp. Phiên bản Triton Atlas 4X4 sẽ có 7 túi khí cùng nhiều tính năng an toàn chủ động, thông minh tiên tiến bao gồm hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước FCM, cảnh báo điểm mù kết hợp hỗ trợ chuyển làn đường BSW và LCA, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn UMS, đèn pha tự động AHB, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe RCTA. Hiện tại, Triton Atlas phiên bản 4X4AT có giá bán 885 triệu đồng, và bản 4X2AT có giá 760 triệu đồng. Xe sẽ được phân phối với 3 tùy chọn màu sắc trắng, cam và đen. Với thiết kế phong cách và cá tính đi cùng khả năng vận hành bền bỉ, linh hoạt, Mitsubishi Triton Atlas là lựa chọn phù hợp của những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe bán tải vừa có tính ứng dụng cao trong cuộc sống hàng ngày, vừa phù hợp cho những hành trình khám phá và trải nghiệm đầy cá tính. Còn bạn thì sao? Bạn thấy thế nào về mẫu xe này? Đừng ngại để lại comment ở dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách chia sẻ video và nhấn vào nút theo dõi kênh để đón xem nhiều clip hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!